Thưa quý vị, tham dự sự kiện chuyển đổi số ngành ngân hàng năm 2023, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đánh giá ngành ngân hàng là ngành tiên phong, có nhiều thành tựu chuyển đổi số rõ rệt nhất hiện nay. Tuy nhiên, Phó Thủ tướng cũng lưu ý về vấn đề an ninh, an toàn hệ thống. Đặc biệt, chuyển đổi số cũng sẽ đi liền với các rủi ro về tội phạm công nghệ cao ngày càng gia tăng. Vì vậy, ngân hàng cần gia tăng việc bảo vệ khách hàng khi giao dịch trên kênh số. Chuyển đổi số ngành ngân hàng hiện tập trung vào việc ứng dụng dữ liệu dân cư quốc gia phối hợp với Bộ Công an và đến nay đã xác thực thông tin của 25 triệu khách hàng. Theo thống kê của Ngân hàng Nhà nước, ngành ngân hàng đã đầu tư hơn 15.000 tỷ đồng cho hoạt động chuyển đổi số tính đến cuối năm 2022. Chỉ với một chiếc thẻ căn cước công dân có gắn chip như thế này thì sau ít phút, tất cả những thủ tục liên quan đến mở tài khoản, thanh toán, làm hồ sơ và thậm chí là vay vốn online thì đều đã được hoàn tất. Đây là một trong những kết quả nổi bật của việc Ngân hàng Nhà nước đã kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để làm sạch 25 triệu hồ sơ khách hàng. Với việc ứng dụng dữ liệu quốc gia về dân cư, hiện đã giảm thiểu hẳn tình trạng tài khoản rác. Việc đọc và trả dữ liệu chính xác từ chip căn cước công dân sẽ giảm thiểu được các bước sai sót trong thông tin trên giấy tờ tùy thân của khách hàng. Trước đây đâu đó vẫn có những tình trạng là kẻ xấu đã lợi dụng những người dân hơi thiếu hiểu biết về pháp luật để mua lại tài khoản và núp bóng sang tài khoản này. VietinBank cũng đang phối hợp với Bộ Công an để có thể sử dụng dữ liệu công dân quốc gia, có thể mở tài khoản, sử dụng căn cước công dân có chip và tiến tới trong thời gian gần là có thể mở được tài khoản thông qua ứng dụng VNEID đã được định danh mức độ 2. Và lúc đó chúng ta chỉ cần một ứng dụng VNEID đã được định danh mức độ 2 để mở tài khoản thay vì là phải cầm cả một cái căn cước công dân. Và cái việc này giúp khách hàng rất tiện lợi trong sử dụng dịch vụ tài chính. Dù ngành ngân hàng đã và đang đạt những kết quả đáng khích lệ, nhưng trong thời gian tới, đại diện Ngân hàng Nhà nước cho biết vẫn cần tiếp tục chú trọng hoàn thiện khung pháp lý cho phát triển ngân hàng số. Các ngân hàng hiện nay đang cho online nhưng một số khâu thì được thực hiện là vẫn có chữ ký cuối cùng. Nó online ở đây theo cái hướng là gì? Là chúng ta hoàn toàn tự động hóa nhưng đến khâu cuối cùng là cái khâu mà ký thì chúng ta sẽ vẫn còn những cái giấy tờ để chúng ta lưu lại những câu chuyện đó. Sẽ bỏ hoàn toàn các cái khâu ký xác thực đó. Cái khuôn khổ pháp lý phải đáp ứng kịp thời các cái sự phát triển cũng như nhu cầu thực tiễn. Thì cái việc đó thì Ngân hàng Nhà nước sẽ phải làm. Phó Thủ tướng Lê Minh Khái cũng đề nghị toàn ngành tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số cùng với các giải pháp khác để tiết giảm chi phí hoạt động, để có dư địa tiếp tục giảm lãi suất cho vay. Cái tác dụng của chuyển đổi số rất là quan trọng, rất là lớn như thế. Thì ngành ngân hàng, đặc biệt là Ngân hàng Nhà nước đã làm rồi, nhưng mà cũng tiếp tục là chỉ đạo rồi tìm mọi cái giải pháp để làm sao thì giảm cái chi phí hoạt động. Mong muốn các đồng chí cũng hết sức là quan tâm vấn đề này. Để như là chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, như là chỉ đạo của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước thì các đồng chí tiếp tục để nghiên cứu có những cái giải pháp nó khả thi nhất đấy, trong cái việc mà giảm lãi suất. Cùng với chuyển đổi số, Phó Thủ tướng yêu cầu chú trọng công tác bảo đảm an ninh, an toàn cho hoạt động ngân hàng. Ngân hàng Nhà nước cần phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông để bảo đảm an toàn, an ninh, ngăn chặn kịp thời các đối tượng tấn công có chủ đích vào hệ thống ngân hàng.